Rồi bữa nay 14 ha, bốn rằm tháng 10 nay mình có không có cái này mình đâu làm mình gửi cho anh em. Bữa nay mình cũng mua được mấy chục phần gạo, mua được mấy trăm ký à, mua được 400 mấy chục ký đó, thì mình cho được 45 phần. Thì bữa nay mình vui lắm. Hôm nay anh Dung mình quay cho anh em xem cái mấy cái phần gạo này á. Bữa nay không phải là nói như vậy, tại vì ở đó mình cũng đi xin gạo vậy nè, đó ai cho gạo á, ai đâu đâu cho gạo cái mình cũng đi xin từng bao như vậy mình ăn. Bây giờ mình ở chung mình làm có tiền đi dẫn xíu thì mình lo gia đình mình xong ha, mình lo gia đình mình xong cái mình mới giúp được nhiều người khác anh em. Bởi ai hỏi kiếm tiền để làm gì, kiếm tiền nhiều làm gì, kiếm tiền nhiều thì mình giúp được nhiều người hơn đó. Thì mình có tiền thì mình sẽ giúp được nhiều người khác, chứ không phải như mà cái cách này là cái cách tiêu tiền của mình. Mình lo vừa vợ con mình xong ha, mình lo vợ con xong mình mới giúp nhiều người khác hơn mình, khổ hơn mình xíu. Nói chung mình cũng không có dư giả gì, nói chung mình cũng giúp được có nhiêu đây thôi, giúp được có 45 phần là 45 người thôi nha. Rồi quay cho anh em xem chơi, đó là cách mà mình kiếm tiền đó, mình kiếm tiền nhiều làm gì đó, kiếm tiền xài chơi đó. Kiếm tiền nhiều để mình giúp được nhiều người khác, chứ cái cách kiếm tiền của mình là vậy đó nha. Đó mình cũng đi xin như nè, đó mình nghe ai mà cho gạo của mình thích đó mình cũng đi xin, vì người của mình xin diện bao vậy đó. Thì giờ mình có chút xíu về chút xíu mình cũng làm như vậy thôi. À, chúc anh em ngày tốt lành nha.